Xin chào anh em, có một câu nói mà Trần Quang rất là tâm đắc là những gì bạn nhìn thấy được thì gọi là tầm mắt, những gì bạn không nhìn thấy được thì gọi là tầm nhìn. Vậy thì trong tầm mắt hay tầm nhìn của các bạn có nhìn thấy 5 cái ngành khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam sau 2 năm chống dịch Covid không ạ? Ở đây Trần Quang xin tiết lộ thế này, theo thống kê của VCCI mà sau khi họp với hơn 1.000 các cái doanh nghiệp lớn cũng như là các cái hiệp hội, các cái liên minh hợp tác xã thì đưa ra có một cái số liệu 5 cái ngành nghề đứng đầu khó khăn về kinh tế. Thứ nhất là ngành du lịch, lữ hành, F&B tức là ăn uống, lưu trú đấy. Thì theo số liệu thống kê thì tỷ lệ lưu trú của tất cả các cái khu du lịch trên cả nước, các cái khách sạn trên cả nước thì chỉ rơi vào tầm 15%. Tức là công suất phòng đấy, công suất phòng tính tới thời điểm này, từ đầu năm tính đến thời điểm này chỉ đạt 15%. Có nghĩa là trong 100 ngày thì có tới 85 ngày là trống phòng, không có doanh thu. Đấy là một cái con số mà rất là đáng báo động, bởi vì trước đó thì nó chỉ rơi vào cỡ tầm trong 100 ngày ấy, thì doanh nghiệp có thể đạt được con số khoảng 65-70%, có nghĩa là trong 100 ngày thì đạt được khoảng 60-70% là có khách lưu trú, có doanh thu để tập đoàn, để công ty, để hộ kinh doanh có thể, để cá nhân nó có thể vận hành, có chi phí vận hành tiếp tục tái đầu tư cho cái hệ thống của mình. Nhưng mà con số đó không hoàn toàn chính xác. Con số chính xác mà mới cập nhật ở đây ấy, gần đây nhất, thời điểm gần đây nhất cuối cái phiên họp thì con số đó chỉ được có 10%, có nghĩa là trong 100 ngày các bạn chỉ có đúng 10 ngày là có khách, còn 90 ngày các bạn để trống luôn, trong khi là tất cả các chi phí cố định từ thuê, từ bảo hành, bảo trì, vận hành rất là lớn. Mà các bạn, nếu bạn nào hoạt động trong cái ngành du lịch biết là chi phí để vận hành một cái resort hoặc một cái khách sạn là vô cùng lớn, không hề đơn giản tí nào luôn. Trần Quang có một cái khách sạn nhỏ và một khu du lịch nhỏ nhỏ thôi là cũng đã thấm thía điều này rồi. Ok, thứ hai là ngành về chế biến nông lâm ngư nghiệp rất là khó khăn. Theo như số liệu thống kê mà các hiệp hội, các công ty gửi cho VCCI ấy, thì có đưa ra rằng từ đầu năm đến giờ thì công suất chỉ đạt 35%. Có nghĩa là nếu mà năm 2019 cùng kỳ quý của năm 2019 đạt 100% thì cùng kỳ quý của năm 2021 nó chỉ đạt 35% so với năm 2019. Mà nếu so với năm 2020 thì cũng không khá hơn là cái gì bao nhiêu cả. Năm 2020 thì nó rơi vào tầm 42%, vẫn có thể xuất khẩu được. Nhưng mà năm 2021 là vô cùng khó khăn, nó chỉ còn rơi vào tầm 33-35%. Và điều đấy có nghĩa là có đến trên 60% các doanh nghiệp là không có đơn hàng, hoặc đơn hàng bị delay, hoặc là các cái vấn đề thanh toán nó gặp rất là nhiều khó khăn. Điều đó đồng nghĩa với việc là lao động của họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình là có đến 40-50% là các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản là hiện tại là số lượng lao động chỉ còn khoảng 35% lao động so với 100% lao động trước đây. Chỉ còn 35% lao động. Đơn hàng cũng từ 100% xuống còn 33%. Và tính thanh khoản và cái số tiền ứng trước của các doanh nghiệp nước ngoài ứng cho họ cũng đã bị tụt giảm rất là nhiều. Và họ đang đứng trước muôn vàn là khó khăn. Thứ ba là ngành giao thông vận tải. Thì như anh em biết rồi, ngành giao thông vận tải khi mà bế quan tỏa cảng, ai ở đâu ở yên đó, thì gần như là cái nhu cầu đi lại gần như bằng không. Gần như bằng không anh em ạ. Và vì thế cho nên là các cái ngành từ giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường sông, đường biển, giao thông đường hàng không gần như tê liệt luôn. Doanh số cũng sụt giảm, chỉ còn cỡ tầm 15% so với lại cùng kỳ năm 2019. Chỉ còn 15% thôi. Trong khi là chi phí ngân hàng, kho tàng, bến bãi, chi phí bảo dưỡng của trang thiết bị là rất là lớn. Có một câu chuyện là có một anh bạn của Trần Quang có rất là cố gắng để có một cái du thuyền nhỏ ở dưới Hạ Long. Khi mà mua cái du thuyền đó là 25 tỷ. Thế thì mua cái du thuyền du lịch 25 tỷ nhỏ nhỏ đó xong để đón cái đợt du lịch mới, khi mà cái đợt dịch thứ 3 gần như được kiểm soát thì cả nước đang hướng tới cái việc là rất là tin tưởng vào cái việc phục hồi kinh tế. Thì ngay sau khi đó chỉ được khoảng 1 tháng, 2 tháng thôi là mọi chuyện mà lại trở về cái máng lợn luôn rồi. Thuyền đắp chiếu, công nhân thì không có việc làm, vay nợ ngân hàng 17,7 tỷ. Con số có lớn không ạ? Đó. Bây giờ bán thì cũng chưa ai mua, mà bán thì lỗ rất là nhiều. Mà đợi du lịch hồi phục thì Trần Quang xin nói rằng nhá, du lịch hồi phục hoặc là
thì nó kéo theo cái ngành gọi là cái vận tải đấy, mà cái ngành của bạn ấy là cái vận tải và lưu trú đúng không ạ? Thì cũng phải đến, xin lỗi là phải đến nửa năm nữa, đến quý 2 năm 2022 thì mới nói lên điều gì được. Chứ từ giờ đến cuối năm và đầu năm sau thì cũng chưa có tiến triển gì lớn cả. Đấy, thì rất là khó khăn anh em ạ. Và ngành thứ tư là ngành xây dựng và bất động sản như Trần Quang đang làm cũng rất là khó khăn, nhiều công ty rất là phá, cũng rất là kiệt quệ và phá sản. Điển hình là theo cái thống kê mới nhất ấy, thì các cái công ty bất động sản từ môi giới ấy, thì cũng đã mất khoảng 68% là các công ty đóng cửa. Trong đó số còn lại là chỉ có 1/3 số còn lại là có doanh thu đủ để bù chi phí, còn 2/3 số còn lại là lỗ. Có nghĩa là nếu mình tính chung ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm độ 88%. 88% doanh nghiệp môi giới bất động sản và các doanh nghiệp đang kinh doanh bất động sản là rất là khó, có nghĩa là lỗ hoặc hòa, chỉ có tầm 10% là có lợi nhuận trong cái cùng kỳ vừa rồi thôi. Mà lợi nhuận đến từ đâu ạ? Không phải bán hàng từ trong giai đoạn vừa rồi đâu. Lợi nhuận họ đến từ cái việc là trước đấy họ đã bán hàng, doanh thu mà phải thu của khách hàng. Đó, và bây giờ họ cơ cấu họ giảm các cái hoạt động kinh doanh và phải trả của họ lại để tính gộp chung trong cái quý đó thì họ vẫn có lợi nhuận. Chứ còn nếu mà tính chung tính độc lập trong cái thời gian mà giãn cách ấy, mà doanh thu thì cũng không có lợi nhuận luôn. Mà tới đây á, từ nay đến cuối năm á, có thể các cái doanh nghiệp bất động sản còn phải, chắc còn phải một vài trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa cũng sẽ khó khăn trong hoạt động. Và ngành cuối cùng mà Trần Quang muốn nhắc tới đó là ngành về công nghiệp vật liệu và cung ứng. Đấy là ngành thứ 5 bị ảnh hưởng rất là lớn. Cung ứng vật liệu, vật tư cho các ngành như là nông lâm, thủy hải sản, ngành F&B, ngành du lịch, rồi ngành xây dựng, ngành bất động sản. Thì cái ngành cung ứng vật liệu, vật tư đó cũng bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đó, trên đây là Trần Quang đưa ra 5 cái ngành nghề chịu ảnh hưởng khó khăn lớn nhất mà theo thống kê của VCCI. Anh em hãy đón xem tiếp cái phần tiếp theo là liệu với cái tình hình như bây giờ thì doanh nghiệp còn tồn tại được tối đa khoảng bao nhiêu lâu nữa. Cái này là theo thống kê của VCCI và Bộ Công Thương cũng như là của các cái doanh nghiệp, mà trên 85% các doanh nghiệp gửi lên VCCI anh em nhé, không phải là chúng tôi tự bịa đặt ra. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em. Anh em hãy chú ý để căn cơ đầu tư. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.